Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Bạn có biết của VNTV. Thưa quý vị, trong những ngày qua, chúng ta đã nghe nói về một căn bệnh, một cái dịch bệnh đang hoành hành trên khắp thế giới, đó là dịch bệnh Zika virus. Để hiểu rõ hơn về mối đe dọa của nhân loại này, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với một vị khách rất là đặc biệt của VNTV buổi tối ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh. Ông là chuyên gia chuyên nghiên cứu về biotechnology, tức là công nghệ sinh học, cũng như là sinh học chẩn đoán. Hiện tại ông là trưởng phòng nghiên cứu của công ty CY Molecular. Trước hết, Vân Anh xin chào tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh. Xin kính chào chị Vân Anh và xin gửi lời chào đến quý khán giả của đài VNTV. Thưa chị Vân Anh, sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Tokyo năm 79, tôi làm việc 3 năm tại công ty y dược của Nhật Bản tại Tokyo, và sau đó thì tôi sang tiếp tục công việc công trình nghiên cứu với trường Purdue School of Pharmacy và Stanford Research Institute. Tôi chính thức gia nhập công ty sản xuất biotechnology của Mỹ tại Foster City, California vào năm 1988. Nơi đây đã mang lại cho tôi một cái kinh nghiệm rất là quý báu, là xử lý được các bệnh hiểm nghèo và có thể chẩn đoán và tìm ra được chính xác là bệnh đã gây cho người bệnh đến đâu và có thể chữa trị như thế nào. Và hiện tại thì ông có thể cho biết sơ qua về công ty mà ông đang cộng tác và công ty ngay tại San Diego của chúng ta phải không ạ? Dạ vâng, thưa chị, tôi đã có một kinh nghiệm lâu dài với một công ty, nhiều công ty lớn ở Mỹ. Trong đó có công ty GeneProbe Incorporation. Tôi đã làm việc trong vòng hơn 13 năm. Và sau đó thì tôi đã dùng khả năng của mình để tạo ra lập một công ty mà có khả năng bán những kỹ thuật mới và rẻ có thể bán tại các nước châu Á và các nước châu Phi. Và công ty tôi làm chuyên về các ngành như làm về chẩn đoán sinh học cho bệnh HIV, HBV, HCV, HPV. Đây là những loại virus mà khó khắp nơi, ở những nơi đông người trên khắp thế giới, và mọi người phải quan tâm. Và gần đây thì chúng tôi được tin là Zika virus đã bột phá rất là mãnh liệt tại Brazil, cho nên tôi đã là người đứng ra để điều hành một công tác để thiết lập một thiết kế, một test thử mà khả dĩ, giá phải chăng và có thể mua được ở các nước châu Á và có thể chẩn bệnh và đồng thời chữa bệnh. Vâng, thưa chị, là công ty chúng tôi chuyên làm những test chẩn đoán sinh học mà có thể nhắm đến thẳng đến những di truyền. Bởi vậy cho nên đây là một phương pháp chẩn đoán rất là hữu hiệu cho Zika virus. Vì như là CDC hay là WHO, cơ quan y tế thế giới đã công bố là những cái bệnh như là Zika, Dengue và Chikungunya, tức là bệnh Việt Nam gọi là bệnh sốt xuất huyết, họ đã có những ba loại virus này đã có những hệ thống di truyền rất là gần nhau và có thể lẫn lộn. Cho nên nếu mà dùng protein test thì có thể gây ra sự lẫn lộn rất là to lớn. Cho nên Bộ Y tế Mỹ đã yêu cầu là phải dùng một test thử mà dựa trên di truyền, tức là molecular diagnostic test trong trường hợp Zika virus. Khi mà nói đến dịch bệnh Zika, thưa quý vị, cũng như là ông Vũ Mạnh Huỳnh vừa mới chia sẻ với chúng ta, đang ở trong một cái tình trạng bộc phát rất là nguy hiểm. Vì cớ đó mà chúng tôi được biết là ông cũng có chia sẻ lúc đầu là Tổng thống Obama hiện tại cũng đã có một cái funding cho cái việc nghiên cứu về cái vấn đề này, phải không ạ? Dạ vâng, thưa chị Vân Anh, là Tổng thống Obama sau khi nghe báo cáo là sự bộc phát ở các nước Nam Mỹ, 24 nước Nam Mỹ về Zika virus, ông đã tuyên bố là tài trợ
sẽ tài trợ 1.8 tỷ đô la trong chương trình tìm kiếm các test thử chẩn đoán sinh học hữu hiệu và vaccine hữu hiệu. Và song song với việc ông Tổng thống Obama tuyên bố thì WHO, cơ quan y tế thế giới, họ cũng đã cho một cái chương trình tài trợ là 40 triệu để cho những ai mà làm việc trong vấn đề chẩn đoán sinh học. Dạ vâng. Bây giờ chúng ta đi vào dịch bệnh Zika. Xin ông có thể cho quý vị khán giả được biết Zika virus có nghĩa là gì và chứng bệnh này như thế nào thưa ông? Thưa chị Vân Anh, Zika virus được truyền từ từ bệnh nhân đang có bệnh Zika và sang một người khỏe mạnh bởi muỗi và có một loại muỗi tên của nó là Aedes. Thì loại muỗi này trước đến nay thì họ nói là ở bên châu Á có rất là nhiều, ở những nước nóng và ẩm thì có Aedes mosquito. Và mới đây, mới chiều hôm nay tôi nghe một tin là họ lại tìm ra một loại muỗi mới tên là một loại muỗi mới cũng họ trong muỗi này nhưng lại truyền nhanh hơn muỗi này, cho nên trên báo chí họ có loan tin và cảnh báo rằng nếu mà loại muỗi này cũng sinh ra bệnh Zika thì thế giới này sẽ đến nơi là toàn Zika ở khắp nơi trên thế giới. Sau khi muỗi truyền bệnh từ người khỏe sang một phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng, trong 3 tháng đầu, thì Zika sẽ len lỏi vào trong di truyền của kẻ trẻ sơ sinh và phá hủy bộ não và bộ thần kinh của bào thai. Wow. Và vì điều này mà chúng ta, mọi nhà lãnh tụ trên thế giới, họ là rất quan tâm trong vấn đề này. Và hiện nay họ đã chứng minh rằng Zika liên quan đến những bệnh về hệ thống thần kinh cũng như là bệnh về não, phát triển của não của các trẻ sơ sinh, bào thai sơ sinh. Và họ biết chắc là như vậy, khẳng định là như vậy. Bởi vậy cho nên họ đang muốn nhanh chóng tìm ra phương pháp để phòng chống. Dạ vâng. Như vậy thì với một người mà bị con muỗi chích và trong đó có cái virus Zika thì bệnh nhân đó họ sẽ có những triệu chứng gì thưa ông? Thưa chị, theo như là CDC công bố thì bệnh nhân khi mà có Zika virus thì họ chỉ cảm thấy rất là bình thường, chỉ ốm nhẹ, cảm nhẹ và ngứa và những khớp xương hơi đau nhức một chút, có nghĩa là không có một triệu chứng gì mà ốm nặng như là bệnh dengue hay chikungunya. Bên Việt Nam chúng ta gọi là sốt xuất huyết. Thì bệnh nó nặng hơn, người có thể là không ăn, không ngủ hay là có thể qua đời rất là nhanh. Nhưng mà Zika virus thì nó rất là nhẹ. Nhưng mà cái nguy hiểm là Zika virus sẽ mang lại những cái triệu chứng cho những trẻ em sơ sinh. Như vậy nếu mà muỗi đó mà đốt vào một người đàn ông thì sẽ không có cái thiệt hại gì hết, phải không ạ? Thưa chị, khi con muỗi đốt vào người đàn ông thì Zika virus sẽ đã có trong nước dãi cũng như là trong máu hay là trong nước tiểu của người đàn ông. Khi người đàn ông đó có những đêm tình dục với vợ yêu quý của mình thì có thể truyền những Zika virus sang người vợ sắp sửa mang bầu hay là sẽ có bầu trong tương lai trong vòng 3 tháng. Như vậy thì cái bệnh Zika này có thể truyền nhiễm từ muỗi sang người và cả từ người sang người nữa phải không ạ? Đúng như vậy chị ạ. Wow. Thưa chị, bây giờ tôi nói ra một cái khác, ví dụ như là HIV chẳng hạn. Dạ vâng. Thì HIV virus chỉ truyền từ người sang người qua đường tình dục. Nhưng muỗi không có khả năng mang HIV virus sang người. Bởi vậy cho nên không có phát triển mạnh và nhanh như là Zika virus. Ấy thế mà đã có biết bao nhiêu người, tôi theo như báo cáo của WHO thì trong một năm là 2004 đã có 500.000 trẻ em sơ sinh qua đời vì bệnh HIV tại châu Phi. Cho nên cái số nó cũng rất là lớn. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn chặn Zika thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ hối tiếc là không có cơ hội để mà ngăn chặn nữa.
Dạ vâng, như vậy thì với một người đã bị con muỗi cắn vào người và có bệnh Zika rồi thì họ phải làm sao thưa bác? Thưa chị, Zika virus nó cũng có một cái là nó không giữ ở trong người lâu. Và sau đó nó sẽ tan biến. Cho đến bây giờ thì người ta không tìm thấy rất ít số tử vong của người Zika. Lớn qua Zika virus. Nhưng rõ ràng là nó phá hủy những di truyền của về trong sinh ra bộ não của các trẻ em sơ sinh. Yeah. Cho nên cái đó là điều mà chúng ta rất đau xót và làm sao để chúng ta có thể cứu vãn được các em trước khi sinh ra đời với một thân thể mạnh khỏe và lành lặn cho tương lai. Thì hiện tại đã có những cái biện pháp gì để mà cứu vãn được cái tình trạng này thưa ông? Thưa chị, hiện tại thì chính phủ Mỹ cũng như chính phủ các nước khác họ khuyên là tất cả những phụ nữ mà đang mang thai hay là sẽ mang thai thì nên thận trọng. Thứ nhất là không đi qua du lịch với các nước mà đang có vấn đề. Như chỉ rõ là những lực sĩ của Mỹ bây giờ cũng đang lo ngại về vấn đề sắp phải sang Brazil để cho Olympic. Nhưng có một số người lo ngại và có những người họ cũng đã quyết định không đi, không tham gia thi đấu. Và mặt điều thứ hai là Đức Giáo Hoàng cũng như là các nhà lãnh đạo khuyên là tất cả chúng ta, tất cả mọi người nên dùng những phương pháp gọi là dùng những phương pháp tránh thụ thai để mà ngăn chặn về Zika. Và những nếu mà thí dụ như Brazil chẳng hạn, họ đã khuyến khích phụ nữ là đừng nên mang thai tại Brazil bởi vì tình trạng bây giờ quá nhiều Zika virus. Cho đến nay thì con số trẻ em đã bị bệnh về não lên đến là 460 em sơ sinh, trẻ em sơ sinh, và người ta tin rằng trong tương lai sẽ có vào khoảng 4.200 trẻ em sơ sinh với một dị hình trong vòng một năm tới. Cho nên ở tại Mỹ có vào khoảng 9 phụ nữ đang mang thai có Zika. Thì có 2 phụ nữ trong trong số 9 người, có 6 người, 2 người thì đã sinh sắp sinh ra một trẻ em dị hình với bộ não thu co rút nhỏ lại, và 2 người thì đã bị sảy thai. Còn lại 2 người nữa thì họ quyết định là phá thai. Dạ vâng. Và thưa ông, những cái case đó thì em có biết là California có không ạ? Dạ thưa chị, gần đây thì đã có 5 năm nơi ở trên California đã có người ta đã xác nhận là có Zika. Mới đây trước khi tôi đến đây, tôi có xem một cái một news ở San Francisco, họ nói là San Diego cũng đã xác nhận đã có phát hiện Zika virus. Thưa quý vị, như vậy thì Zika virus là sẽ nguy hiểm với những nơi mà có nhiều muỗi phải không ạ? Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa chị, Zika virus sẽ tồn tại ở những nơi có muỗi, những nơi nóng và ẩm. Tôi thí dụ như là Florida, hiện tại người ta đã xác nhận là có tới 44 vụ. Hay là Texas, hay là những nơi mà nóng và ẩm thì là nơi chứa về bệnh dengue cũng như là Zika virus. Vâng thưa quý vị, và như vậy thì mùa hè sắp tới thì nhiều khi chúng ta cũng không có nên để những cái chỗ nào mà có nước đọng để mà là cái nơi để mà sinh ra muỗi. Đúng như vậy chị. Thưa chị, nếu mà buổi tối chúng ta ra ngoài thì nên mặc áo dài hoặc là nên tránh dùng những cái spray repellent, mosquito repellent spray để mà tránh muỗi muỗi đốt. Và theo tin tức thì ở Việt Nam của chúng ta đã có cái tỷ lệ mà người Zika có cao không ạ? Thưa chị, như tôi được theo chỗ tôi được biết tin tức từ CDC thì Việt Nam cũng là một trong nước đang có Zika virus nhưng mà chưa có tỷ lệ cao, nhưng Thái Lan và các nước lân cận thì đang có tỷ lệ cao, Cambodia, Thái Lan, Singapore vân vân, tỷ lệ rất là cao. Cho đến nay thì test thử về protein như tôi nói từ ban đầu là không chính xác,
bởi vì dengue, những cái protein của dengue nó sẽ phản ứng với protein của Zika, cho nên nhiều người tưởng lầm là dengue nhưng thật sự nó là Zika. Tôi thí dụ như trường hợp của Colombia, người ta công bố là họ chỉ có dengue chứ chưa có Zika. Đó, nhiều nơi thí dụ như là ngay cả Taiwan họ cũng nói là họ chỉ có dengue chứ chưa có Zika. Dengue có nghĩa là sốt xuất huyết ạ? Vâng ạ, dengue có nghĩa là bệnh sốt xuất huyết. Nhưng gần đây nhất thì CDC, bác sĩ của Mỹ đã sang viếng thăm Colombia và họ xác nhận là trong 5 người dân của Colombia ít nhất là có 1 người là có Zika virus. Tức là nó rất là trầm trọng đến mức độ đó. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, và đó là lý do giống như là tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh vừa mới chia sẻ với chúng ta là hiện tại là những cơ quan có trách nhiệm kêu gọi những người phụ nữ nên khoan hẳn có mang trong lúc này phải không ạ? Dạ vâng, thưa chị, đúng như vậy. Đức Giáo Hoàng cũng như là các nhà lãnh đạo đã khuyên là phụ nữ nếu ở những vùng mà đang có Zika virus nên không nên có thai, và nếu đã có thai rồi thì phải suy nghĩ là xử lý như thế nào, bởi vì theo như là ultrasound thì họ có thể tìm ra được là sơ sinh bào thai có mắc bệnh đó hay không, dựa vào cái bộ não của trẻ em. Cho nên ông Giáo Hoàng, Đức Giáo Hoàng cũng đã lên tiếng về vụ là nên dùng những phương pháp để ngừa thai thiên nhiên và để ngừa thai mà làm cho chúng ta có thể ngăn chặn được sự sản sinh ra một thế hệ các em, các bào thai mà không, mà dị hình, tức là không lành lặn như chúng ta. Dạ vâng, như vậy thì theo nghiên cứu ngày hôm nay thì tất cả những ai mà có cái virus Zika trong người thì khi mà sanh con ra đều là bị dị hình hay là chỉ có một tỷ lệ cao thôi, hoặc là có những trường hợp cũng không bị, thưa ông? Thưa chị, câu hỏi này rất là quan trọng. Thật sự là vấn đề mà có hiện tại, thí dụ như là bên Brazil, họ đã công bố là có vào khoảng 1,5 triệu người có Zika virus trong người, nhưng mà số mà sinh ra những trẻ em bị dị tật chỉ có 462. Okay. Cho nên khi mà có Zika virus không phải là nó sinh ra trẻ em dị tật, mà có thể là sinh ra sẩy thai, sinh ra yếu và có thể là bào thai chết ngay trong bụng mẹ. Hay là có thể phát sinh ra một trẻ sơ sinh dị hình. Vâng, là nó có nhiều trường hợp như vậy. Wow, thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi chương trình Bạn Có Biết với sự chia sẻ của tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh về bệnh Zika virus, mối đe dọa của cả nhân loại hiện nay, và hy vọng rằng với sự nghiên cứu của các chuyên gia giống như ông Vũ Mạnh Huỳnh ở đây thì sẽ sớm bệnh Zika sẽ sớm có thuốc chữa cũng như là ngăn chặn được cái dịch bệnh này, phải không? Dạ vâng, thưa chị, đúng như vậy. Cảm ơn. Thưa chị, tôi thì chỉ muốn nhắn nhủ là trong thế giới này chúng ta có càng ngày càng sinh ra nhiều bacteria, nhiều virus rất là nguy hiểm. Cho nên việc gì chúng ta cũng phải nên thận trọng. Khi chúng ta đi đến một cái station đông người, đi đến tiệm ăn đông người, hay là đi đến trường học, chúng ta cũng nên dùng xà phòng để rửa tay, để vì xà phòng sẽ có thể làm giết chết được các bacteria và virus. Dạ vâng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và hy vọng là tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh sẽ trở lại với chúng ta với những chương trình sắp tới. Cảm ơn tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Kính chào chị, kính chào quý vị thính giả của đài VNTV.